Chào các bạn nha. Hôm nay mình chạy xe cũng lâu đi tới cà phê các bạn. Gặp đường, gặp đội làm đường. Đó, các bạn đang thấy có một chiếc xe múc với là một chiếc xe trộn bê tông chắn ngang liền. Có lẽ mình phải chờ cho đến khi họ múc trộn xong khối đó thì mình mới có đường đi các bạn. Đó là xe cầu của mình các bạn. Một chiếc xe múc đô xa. Còn xe cối trộn bê tông kia thì nó là xe công nâng độ đó các bạn. Nói đầu máy không nâng độ thì xe trộn bê tông hay đi kia bạn nhỉ. Bên kia cũng có một đội xe máy mà chưa có được đi qua. Xe múc đô xa bánh lốp bên phải bánh xích xi măng, cát đổ ngổn ngang dọc đường. Đi làm vào đúng lúc đúng giờ này cũng xui thật. Nhưng không sao các bạn chắc nữa. Nhất là cái cầu sẽ mất hội trộn cái này thôi. Đang chờ cái một cái gì. Để chúng ta là nhân vật kia đã quay chia sẻ cho mọi người cùng xem cho nó vui. Các bạn xem video của mình nhớ nhé, cái chương trình mình cũng like chia sẻ đến đây các bạn nhé.